Nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai xin kính chào quý anh chị và các cô chú. Ngài đang đứng tại một lô đất tại trung tâm huyện Chư Sê, trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Thưa quý anh chị, ở trên lô đất em muốn giới thiệu đến quý anh chị là một sào bãi tại trung tâm ạ. Lô đất này hiện đang có một sân bóng vẫn đang hoạt động bình thường ạ quý anh chị. Lô đất của chúng ta có mặt tiền đường. Mặt tiền đường này là tự làm nha quý anh chị. Sắp tới thì gia chủ sẽ đổ bê tông. Đây đây quý anh chị. Ở phía trước của chúng ta là một cái hồ. Một cái nhà hàng xóm bên cạnh đang làm cái khu hồ câu cá du lịch nha quý anh chị. Sân bóng của chúng ta có cái mặt tiền là 45 mét ạ. Nơi đây là tại khu trung tâm ạ, khu dân cư đó quý anh chị. Tí nữa em sẽ đưa quý anh chị ra ngoài cái mặt tiền của cái khu trung tâm này. Xung quanh đều là nhà ở ạ. Hiện sân bóng của chúng ta vẫn hoạt động liên tục ạ, kín giờ ạ. Hiện doanh thu của cái lô rẫy này sân bóng của chúng ta thì vẫn thường xuyên hoạt động mỗi tháng doanh thu đến 15 triệu. Một ngày là gia chủ tiếp khách bóng kín giờ. Một ngày thì trung bình khoảng thu nhập vào đến 500 đến 1 triệu trung bình một ngày. Ở trên một trên cái sân bóng này thì có cái nhà, có dãy nhà để chúng ta quản lý và cho khách vệ sinh. Em đang đứng tại cái lô đất này là hiện bây giờ là 1 giờ quý anh chị. Từ 12 giờ cho đến 1 giờ thì sân bóng vẫn hoạt động liên tục và hiện giờ thì khách vẫn đang gọi để tìm sân bóng mà đã hết rồi quý anh chị. Cái lô đất này của chúng ta thì có một cái sân bóng và có khoảng một sào cà phê, chưa đủ một sào quý anh chị, một sào cà phê giáp với ruộng đông xuân ngay tại trung tâm nha quý anh chị. Ở phía hàng cây cây cà phê đây thì là thuộc đất của chúng ta. Xung quanh cái ranh giới ạ, đã có hàng rào B49 rồi quý anh chị. Phía bên dưới và phía bên trái kia là khu hồ câu cá đang hình thành. Có một cái ao đấy ạ. Nhà hàng xóm đã múc ao để làm cái kế hoạch làm khu hồ câu cá nghỉ mát ở đây ạ. Hiện cái con đường hẻm này đi ra tới đường Quang Trung, ra ngoài tới đường nhựa chính của thị trấn Chư Sê chỉ có 100 mét thôi ạ. Em xin dẫn quý anh chị ra ngoài cái mặt tiền đường nhựa để coi cái khu dân cư ở đây. Cái khu lô đất này thì có rất là nhiều tiềm năng quý anh chị. Có thể làm mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì sân bóng và làm hồ câu cá. Ở bên phía dưới là cái khu những cái cây cà phê nằm sâu dưới đấy ạ. À,
À, hiện trên cái lô đất này thì có 150 mét thổ cư nha quý anh chị. À, em đang đi bộ ra ngoài cái mặt đường. Con đường này chúng ta thì chỉ vài tháng nữa thôi thì nó sẽ được làm thành con đường bê tông. Hiện ở bên đây thì vẫn là bán đất ở được quý anh chị. Những cái lô đất ở đây thì đất nông nghiệp hiện đang bán với giá là 35 triệu đến 40 triệu một mét ạ. Đây là ngoài đường của cái lô đất các quý anh chị. Xung quanh nhà ở rất là đông đúc. Đây là trung tâm khu dân cư đi quý anh chị. Và gia chủ ở kinh tế cái sân bóng đá thì vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tại vì kẹt nợ ngân hàng nên không lo được lãi, nên gia chủ đành phải sang nhượng lại cái lô đất này để thanh lý nợ cho ngân hàng quý anh chị. Đây ạ, đây là chúng ta đã bước ra ngoài mặt tiền đường của trung tâm thị trấn huyện Chư Sê ạ. Kính thưa quý anh chị, đây là ngoài trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Từ con đường này đi vào trong cái lô đất chỉ có 100 mét thôi ạ. Chỉ có 100 mét thôi quý anh chị. Đây là tại trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Khu dân cư đông đúc, buôn bán nhộn nhịp sầm uất ạ. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm đến lô đất thì xin liên